Việt Nam thực hiện công tác giám sát tại địa phương đối với 242 hành khách từ vùng dịch Ebola ở châu Phi, bao gồm hơn 40 người quốc tịch Việt Nam. Thống kê tính từ ngày 11 tháng 8 tới nay, được Bộ Y tế loan báo tại hội thảo truyền thống phòng chống Ebola diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 1 tháng 10. Đa số hành khách bị giám sát y tế đến từ Liberia, Sierra Leone, Guinea và Nigeria. Trong số này có 190 người đã hoàn tất thời gian theo dõi bệnh, tức là đã qua 21 ngày kể từ khi họ rời khỏi vùng dịch. 52 người còn lại đang được tiếp tục theo dõi y tế. Truyền thông trong nước dẫn lời giới hữu trách cho hay, Việt Nam đang xây dựng hai phòng lab chuyên về thử nghiệm Ebola tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ở Hà Nội. Bộ Công an Việt Nam loan báo sẽ có biện pháp xử lý những hành khách khai thông tin sai làm trở ngại cho công tác theo dõi phòng chống Ebola và có thể sẽ tiến hành cưỡng chế cách ly hay hạn chế đi lại đối với cư dân trong vùng có dịch. Trong khi đó, Hoa Kỳ vừa xác nhận ca bị nhiễm Ebola đầu tiên trong nước. Bệnh nhân từ Liberia nhập cảnh Mỹ hôm 20 tháng 9, nhập viện hôm Chủ nhật tại một bệnh viện ở Texas và đang được cách ly nghiêm ngặt. Ebola đã gây thiệt mạng cho gần 3.100 người và làm lây nhiễm hơn 6.500 người ở Tây Phi. Guinea, Liberia, Sierra Leone là các nước bị lây nhiễm nhiều nhất.